Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quân Ta, tin tức ngày 9 tháng 7 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Hà Nội thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 là lái xe đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh. Và theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội tối ngày 8 tháng 7, ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới trên địa bàn là lái xe đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Các bệnh nhân gồm LXT, nam sinh năm 1987, ngày 7 tháng 7 khởi phát đau rát họng. Bệnh nhân NBT, nam sinh năm 1998, không triệu chứng. Bệnh nhân BTQ, nam sinh năm 1976, ngày 8 tháng 7 khởi phát sốt, ho, đau họng, mệt mỏi. Cả 3 bệnh nhân trên đều cư trú tại Quốc Động, huyện Thường Tín. Trước ngày 28 tháng 6, 3 bệnh nhân này có đi chợ hàng từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội. Ngày 28 tới ngày 29 tháng 6, cả 3 bệnh nhân tiếp tục đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 6 tới ngày 5 tháng 7, 3 bệnh nhân này ở tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 5 tới ngày 7 tháng 7, họ rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội khoảng 18 giờ ngày 7 tháng 7. Các bệnh nhân về đổ xe tại bãi Liên Phương, Quốc Động, Thường Tín. Ở bãi đổ xe có tiếp xúc với một bác bảo vệ, sau đó cả ba về nhà. Ngày 8 tháng 7, các bệnh nhân di chuyển về Bắc Ninh, quê của bệnh nhân BTQ lấy hàng, sau đó đến phòng khám đa khoa Hoàng Mỹ, Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã xác minh được 4 F1 tại Hà Nội liên quan tới các trường hợp này. CDC Hà Nội đang phối hợp với Trung tâm Y tế Thường Tín để điều tra bổ sung, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm thuộc diện liên quan. Như vậy thì từ ngày 5 tháng 7 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 21 bệnh nhân. Trong số này, 8 bệnh nhân ở Đông Anh, 7 ở huyện Mỹ Đức và 1 ở quận Hoàng Mai, 1 ở quận Đống Đa và 3 ở huyện Thường Tín và 1 ở huyện Mê Linh. Và đó là thông tin ngày 9 tháng 7 năm 2021 của báo Giáo dục và Thời đại. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi, và nhớ đừng quên đăng ký và chung nha. Tạm biệt.